cái tôi của em nó cao, giống như trong mối quan hệ mà bạn nữ bạn dặn em một cái thứ gì đó mà em hỏi mà bạn không trả lời là em nghỉ hỏi luôn, nghỉ hỏi luôn. Sao không quê luôn hả? Nói như bạn kia cái tôi cao quá là chắc không được. Không, ta bỏ rồi, bỏ cái tôi bây giờ lùn lắm. Cái tôi bển giờ lùn lắm. Bạn này không có gia trưởng, gia trưởng nó khác, gia trưởng nó la nha. Gái lớn quá. Gái hơn hai nhiều, hơn trai hai, hơn một. Hơn một, đúng rồi. Được không em gái? Anh để coi tiếp để đúng, thật ra tuổi tác nó không quan trọng, mình mong muốn như vậy thôi, nhưng mà biết đâu mình gặp nhau nó lại rất là hợp. Đúng thì rồi, sao cái duyên đó, giống như mình bấm nút mình chấp nhận, giống như mình đánh cược chứ. Mình đánh cược luôn hả? Tình yêu đánh cược tình yêu luôn á. Đúng rồi, phải mạo hiểm. Mạo hiểm yêu coi như là yêu bất chấp là... luôn, bất chấp luôn, đã yêu là không sợ gì hết á. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, mình nói lớn lên giới thiệu cho hai bên cùng nghe nha. Rồi mời em trai. Dạ chị. Không sao, thoải mái lên nào. Hồi hộp quá hả? Ừ. Hít thở thật sâu vô, thở ra. Rồi, hơi run đúng không? Vậy thôi để nhà gái giới thiệu trước nha. Mời nhà gái luôn. Mời em. Dạ, em chào tất cả các quý vị đang xem chương trình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em tên là Lê Thị Hoa Vi. Hiện em là em... Em cũng đang rất là run luôn. Dễ thương quá à. Hai bên cũng run hết trơn vậy đó hả? Dạ. Em 30 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng. Hoa Vi nay... quê đâu Vi? Dạ em quê ở Bình Thuận anh. Hoa Vi tên dễ thương quá hả? Dạ. Hoa Vi là hoa gì ta? Hoa rất là nhỏ. Rất là nhỏ hả? Dạ. Mời em trai. Dạ được chưa? Dạ. Rồi em tên gì? Em tên Trần Văn Điền. Bao nhiêu tuổi? Dạ 28 tuổi. Tuổi 28 tuổi, làm công việc gì? Dạ trước là em làm bartender. À. Sau này thì cái đợt dịch thì em đã chuyển công tác, em chuyển đi làm qua bên khu công nghệ cao, làm bên linh kiện điện tử. À, quê mình ở đâu? Châu Đốc, An Giang. Châu Đốc, An Giang, bây giờ mình đang sống ở đâu, quận mấy? Dạ em đang sống và làm việc ở quận 9. Quận 9, em có điểm mạnh, điểm yếu gì Điền? Dạ điểm mạnh của em thì nó chơi được mấy môn thể thao, biết à, chăm sóc cho bạn nữ. Chăm sóc bạn nữ luôn hả? Chăm sóc luôn. Được không? Giờ chăm sóc mấy người rồi? Chăm sóc bao nhiêu người rồi mà dám nói là biết chăm sóc bạn nữ? Biết chăm sóc bạn nữ tôi luôn. Tôi qua tôi coi coi. Nói mà đi kìa, nói mà mối đó. Chào chị Ngọc Lan. Hồi hộp bây giờ nói em không nên lời luôn á. Dạ. Bắt tay cái coi nè, dạ, cho hết rung nè. Đỡ rung chưa? Dạ, đỡ. Chắc rung thêm á. Chắc đi làm sao. Rung thêm hay là đỡ rung? Đỡ chị. Rồi, ok. Nào giờ chăm sóc bao nhiêu cô bạn gái rồi? Chắc hai. Hai. Hai là hai, còn một là một chứ hai sao chị. Chắc hai. Hai à. Chăm sóc gì? Chăm sóc bạn gái gì? Chăm sóc nè. Làm sao? Ừ. Quan tâm nhiều cảm xúc cho bạn nữ. À. Rồi chăm sóc được cái gì cụ thể cho bạn nữ? Nấu ăn đồ cho người ta ăn không? À. Chắc nấu cũng được. Nấu nó ăn. Có nấu ăn cho à, bạn. Rồi gì trứng nữa? Bảy món. Trứng bảy món. Trứng bảy món hả? Dạ. Làm cho bạn nữ ăn hả? Dạ đúng rồi. Là món gì trời? Trứng bảy món trứng. Trứng chiên nè, trứng luộc nè. Xào gì đó. Trứng xào nè. Ốp la nè, hấp nè, đúng không? Dạ. Cho nhỏ ăn trứng riết bởi nhỏ bỏ hấp đúng rồi. Dạ. Nói chung là nghe sơ sơ là biết chắc là nấu ăn được đúng không? Ừ. Dạ. Đó, là ưu điểm đó. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì ít nói, ngại giao tiếp với đám đông. Cái tôi của em nó cao, giống như trong mối quan hệ mà bạn nữ bạn dặn em một cái thứ gì đó mà em hỏi mà bạn không trả lời là em nghỉ hỏi luôn, nghỉ hỏi luôn. Sao không quê luôn hả? Dạ. Giờ cái tôi thấp lại chưa? Chà, cái tôi thì cũng đỡ rồi đó chị. Dạ cũng đỡ rồi đúng không? Dạ. Bao nhiêu mối tình rồi? Hai mối tình đúng không? Dạ đúng rồi em, hai mối tình. Rồi là cho người ta ăn trứng riết mà chia tay hả? Dạ. Hay sao? Thì mối tình đầu của em thì quen ở chung chỗ làm luôn. Tình cảm thì nó lúc đó cũng còn hơi nhỏ tuổi. Cái sự nghiệp đi làm của em thì nó bấp bênh, bạn kia bạn đổi công tác đi chỉ làm chỗ khác thì hai bạn xa nhau thì nó chia tay luôn. Chia tay luôn. Bạn nó cũng quê ở Đà Lạt. Rồi mối thứ hai. Mối thứ hai bạn nó cũng quê Đà Lạt luôn, cũng làm chung thì nó cũng y gan như vậy đó, nhà cũng đổi công tác. Dạ. Đổi công tác thì chia tay. Dạ. Giờ qua hỏi nhà gái coi, qua nhà trai tôi hoài, thấy nhà trai tôi hiền cứ qua tấn công hoài. Bây giờ mình nói ưu điểm khuyết điểm của mình cho mọi người nghe nè em. Dạ ưu điểm của em là biết quan tâm giúp đỡ người khác, chia sẻ với người khác. Còn nhược điểm của em là ít nói, nhạy cảm á chị. Nhạy cảm lắm hả? Tức là khi mà người ta làm một cái hành động gì đó mình cũng tự suy nghĩ ra là cái điều đó làm cho mình buồn. Dạ đúng rồi. À không, cái đó mệt lắm á. Dạ đúng rồi. Cái đó nó là bệnh đó em. Bệnh luôn. Chị cũng bệnh giống vậy đó. Bữa nay chị bỏ bớt rồi. Ta gọi là suy diễn đó. Là mệt lắm nha. Rồi bao nhiêu mối tình rồi?
Dạ thì mới tìm hiểu được một lần thôi, rồi không được rồi chia tay luôn. Tìm hiểu có một lần một cũng được chia tay luôn hả? Dạ. Lâu chưa? Năm rồi. Chắc năm rồi. Rồi giờ là có sẵn sàng để chuẩn bị một cái cuộc tình mới chưa? Dạ có, sẵn sàng tìm bạn mới chứ. À rồi. Sẵn sàng ha. Vậy mình nói luôn tiêu chí tìm bạn của mình đi. Quan điểm của em là lớn hơn em hoặc bằng em thôi. À. Ừ. Em rồi. Nhiêu mấy tuổi? Em 30 tuổi rồi anh ơi. 30 bên đây nhiêu? 28. Tôi thấy à không sao. Sao? Gái lo lắng lớn hai gái hơn hai nhiều trai hơn một. Hơn một, đúng rồi. Được không em gái? Anh để coi tiếp đã. Đúng, thật ra tuổi tác nó không quan trọng, mình mong muốn như vậy thôi nhưng mà biết đâu mình gặp nhau nó lại rất là hợp đúng thì rồi, sao? Đúng rồi, cái duyên đó. Dạ. Đúng không? Rồi gì nữa? Đừng gia trưởng quá. Nói như bạn kia cái tôi cao quá là chắc không được. Không, ta bỏ rồi, cái tôi bây giờ lùn lắm. Cái tôi bây giờ lùn lắm. Bạn này không có gia trưởng nó khác, gia trưởng nó la nha. Bắt phải làm theo ABCD hết. Dạ. Còn bạn này hỏi được không? Cái im luôn, bạn đi luôn. Đi luôn, cái mấy ngày sau không nói gì bạn đi luôn đó. Bạn giờ hỏi được không? Không được, bạn đi luôn. Đi luôn cho đi luôn. Bây giờ đỡ rồi. Dạ. Rồi biết quan tâm chia sẻ với mình. Rồi chung tình. Vậy thôi, em đơn giản vậy. Đơn giản thôi ha. Dạ. Tiêu chí đưa ra mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm em trai Điền? Có được 70%. 70% hả? Dạ. Như vậy là cái tôi là bây giờ bữa nay là lùn xuống rồi, cho nên là tự nhận là mình chỉ 70% thôi là được đó. Ừ. Nhưng mà cố gắng hỏi không được thì cố gắng hỏi nữa. Dạ đúng rồi. Hỏi cho bằng được nha. Dạ. Nhưng mà tôi hỏi không được tôi đi là mệt lắm à. Em không thích điều gì ở phụ nữ nè Điền? Hơi cằn nhằn. Cằn nhằn không thích cũng không được em ơi. Chuyện đó là bản năng rồi. Bản năng của người ta rồi. Kinh nghiệm của anh thì chuyện nó không thể không thích được. Rồi cuối cùng em cũng sẽ thích thôi. Giờ mình hỏi người thân đi. Bạn gái đi với ai cưng? Dạ em đi với mẹ. À, với mẹ. Dạ. Chào cô, chào nhà gái. Cô thấy bạn trai có thể là con rể tương lai của mình thế nào? Cái đó là do con gái thôi, chứ mình thì cũng không có đòi hỏi lắm. Nhưng bây giờ ngồi á, thấy cậu này sao dễ thương, thấy có hợp với con gái mình hay không? Thấy thì nó, mình thấy thôi chứ còn con gái là nhưng chủ yếu. Cô thấy sao nãy giờ, cô thấy sao cô nói cứ như mình suy nghĩ thấy đi. Thấy thì cũng vui, vui tánh. Cũng vui ha? Ờ, thấy vui ha. À, con rể này về nhà chắc vui lắm á. Rộn ràng á, cô vui. Rộn gì nữa quyền, quyền của con gái. Còn mình đến đây là để coi con gái thôi, nó tìm hiểu thì nó có cơ hội thì để nó tìm hiểu. Đó giờ con gái có dẫn bạn trai về nhà chưa? Chưa, có quen ở ngoài cái rồi thôi cũng không đi đâu luôn, rủ đi đâu cũng không đi luôn, nó nhát lắm. Hy vọng cái nhà nay cái sáng dẫn... đi làm sớm, chiều về tối ngủ chứ không có đi đâu luôn. Sao con mong muốn con gái chừng nào lấy chồng? Thì mong bây giờ là lấy tuổi là lấy chồng được rồi đó. Được rồi ha. Nhưng mà... trong năm nay luôn. Nó là cái duyên nó tới thì mình chịu thôi chứ mình mẹ cũng không có mong điều kiện gì ở con, nó quá khó. Coi như con gái chọn chàng rể nào là cô chọn người đó. Đúng rồi, mình cũng không có khó. Miễn sao nó sống hạnh phúc là được rồi. Dạ. Tuyệt vời. Cảm ơn cô. Dạ. Điền đi với ai Điền? Đi với em gái à. Chào em. Em ruột hả Điền? Dạ em họ. À. Rồi em thấy sao? Bạn gái bên kia sao? Em thấy chị này hiền, dễ thương, nói chuyện dịu dàng. Cái tính anh em thì cũng chững chạc, không chịu làm lắm, chịu lo gia đình. Nhưng mà có một cái là thì anh cũng giống như anh nói vậy, anh cũng ít nói lắm. Em thấy anh em với người đó hợp không? Nếu được thì có thể là tìm hiểu trước. Tính cách thì chị này thì em thấy ổn á. Nói chung thì cho hai anh chị tìm hiểu nhau. Nếu được thì mình tiến tới. Rồi, okay, cảm ơn em rồi. Thôi để giờ mở rào cho hai người tìm hiểu nha. Mở rào. Mở rào. Bước qua liền nha. Tấn công liền luôn. Tấn công. Rồi đứng lên. Chờ em cũng quà tặng. Tặng, cảm ơn. Hai bạn về ghế ngồi đi, ta trò chuyện nào. Gặp nhau mình cảm nhận về nhau thế nào? Nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện đi. Thì cảm nhận bạn gái thì dễ thương. Không hợp quá, nói gì vậy ta. Theo như mới nhìn á thì thấy cũng dễ nhìn. Như bạn nói là cái tôi bạn quá lớn á, mình sợ sẽ khó mà mình hợp nhau được về vấn đề đó. Cái tôi của anh thì nó không có phải là giống như mình hỏi cái gì bạn gái bạn dặn mà mình hỏi hoài mà bạn gái không trả lời. Thật chắc cái không trả lời mình cũng đâu biết là dặn về cái gì đâu, mà mình làm cho bạn đó vui lại. Vì mình mà bạn phải hỏi bạn đó chứ, nếu mà bạn muốn tìm hiểu bạn đó và mình phải hỏi, mình là con trai mà mình phải mạnh dạn lên, mình phải hỏi có vấn đề gì như thế nào người ta mới nói cho bạn biết chứ bạn cứ làm lơ bằng kia bạn giận tôi cho bạn giận luôn sao nó hỏi một hai lần hay ba lần gì rồi mà không nói đã có chưa gì hết gây lộn.
tranh luận thôi. Tranh luận thôi, sôi nổi thôi. Tức là bây giờ là mình thay đổi đi, hỏi chừng nào cho ra lẽ thôi. Không lẽ với lại bạn gái không lẽ mình hỏi ba lần không trả lời đúng không? Dạ, đúng phải trả lời cho mình chứ, là tại sao lại giận mình này kia đúng không? Đó, còn bây giờ nếu hỏi ba lần không ấy thì về nhắn tin. Dạ. Nhắn Facebook. Giống nhắn Zalo. Cảm nhận của anh á, tình yêu thì nó phải có một chút xíu gọi là mạo hiểm. À. Mình đặt cược vô nó, giống như mình bấm nút mình chấp nhận, giống như mình đánh cược chứ. Đánh cược luôn hả? Tình yêu đánh cược. Tình yêu luôn á. Đúng rồi, phải mạo hiểm. Mạo hiểm. Yêu coi như là yêu bất chấp luôn. Bất chấp luôn, đã yêu là không sợ gì hết á. Tôi hiểu ý của bạn trai, tức ở đây là bạn trai mong muốn cho một cái cơ hội. Tuy là cái cơ hội này nó có hơi mạo hiểm một chút thiệt, nhưng mà vẫn mong muốn, đúng không? Ý em là vậy đúng không? Đúng rồi. Thường em thích hẹn hò, em thích đi xem ở đâu? Như xem phim nè, rồi đi chỗ mấy khu vui chơi. Rồi đôi lúc thì muốn tĩnh lặng lãng mạn tí thì đi quán cà phê. Em thích đi phượt không? Đi xa? Đi xa hả? Có. Em thường thích đi đâu? Đi Đà Lạt. Giống anh á. Vô anh thì thích Đà Lạt, như Đà Lạt thiếu một cái gì đó, cái cảm xúc ở đó anh thì thích, giống như buồn cái gì hay là bị chết nặng thì cứ thích lên Đà Lạt. Một tuần thì anh có thể tới cho em mấy lần? Thì cuối tuần là được rồi, rồi hàng ngày hỏi thăm này nọ là ổn rồi, không có nhất thiết phải ngày nào cũng gặp. Tình yêu thì nó bình thường thôi, bình thường mà nó bền lâu chứ gấp quá thì nó cũng dễ tan lắm. Khoảng bao lâu em dự định kết hôn? Quan niệm của mình là tìm hiểu đúng người, mình gặp đúng người mình sẽ tiến tới chuyện lâu dài luôn, chứ không phải là muốn nhìn cái là tiến tới luôn, không được. Sau này mình không hạnh phúc rồi này nọ nó cũng khổ cho hai bên. Đối thì với mình chỉ là càng gặp đúng người thôi. Đúng rồi, thời gian thì nó không quan trọng lắm. Đúng rồi. Rồi bây giờ quan điểm về chuyện là kinh tế ở trong gia đình nè, ai sẽ là người giữ tiền nè? Chắc vợ rồi. Em nghĩ sao về kinh tế của hai vợ chồng? Thường thường thấy là phụ nữ hay giữ về tài chính, cho nên em nghĩ không giữ một chút xíu nữa chứ yếu ra lấy lại hết. Nó thầy. Ủa, tức nếu là lấy nhà phải giữ lên nữa xíu nên mới giữ được tiền chứ em yếu gì sao em giữ? Phải là dành luôn á hả? Không phải, nó không có dành nữa. Giống không như ý phải là bạn này cần một cái người phụ nữ phải mạnh mẽ. Phải hơi cá tính một chút xíu thì mới có thể trói được bạn này lại, mới kìm được bạn này lại. Đây cũng là một con ngựa rất là chứng nè, đúng không? Dạ, nó tự tự như vậy. Thật ra quan điểm bạn này rất là rõ ràng. Bạn này biết được cái tính của mình và biết được cái điểm yếu của mình, cho nên là cần một cái người để có thể là hỗ trợ cho bạn để khắc phục những cái yếu điểm của bạn. Tức là một người phụ nữ phải cá tính, phải bản lĩnh á. Leo lái giống như được Ngọc Lan rồi đó, giống chị Ngọc Lan vậy đó. Dạ. Thì mới trói được chân bạn này thôi. Thôi trói không phải trói, nó giống như kìm lại thôi. Kìm. Leo lái được cái con thuyền gia đình. Bạn này cần một cái người phụ nữ đúng như rồi. Vậy thôi, chúng ta đã phân tích đến điều đó rồi, tùy các bạn thôi. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Bây giờ là nút bấm đi các bạn. Để tay vào nút bấm, sau 3 tiếng đếm thì các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Dĩ nhiên không có chương trình nào mà chúng tôi bắt các bạn phải bấm cả. Dạ. Hai bạn này nếu cần phải có thời vấn, gian. Đúng là có cần thời gian. Cần phải có thời gian và cần phải có những người chung quanh để tư vấn cho hai bạn nhiều hơn thì được. Hôm nay chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên, có thể là những người bạn với nhau để cùng chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống. Biết đâu điều gì xảy ra nha. Chúc hai bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Dạ, em không cảm ơn. Hay khó nha. Một cặp đôi khó đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái câu chuyện làm mai làm mối của mình nha. Câu chuyện thứ hai bắt đầu. Dạ chào thầy. Dạ, ủa chào thầy ơi, thầy cho học trò hỏi là mình đơn phương như vậy là bao nhiêu năm rồi? Nếu tính ra thì từ năm trung học phổ thông, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Thiệt là hết không? Dạ hết rồi. Dạ không rượu chè? Dạ không ạ. Không có luôn. Có thuốc không trai? Dạ không, cà phê, nước đá gì không có gì. Đỡ tốn kém dễ sợ luôn. Không ăn uống gì luôn. Nhưng mà con chưa có thổ lộ với bạn này. Hiện tại bây giờ cũng là qua cái mức độ bạn bè thôi. Ví dụ như con khó khăn cái gì, alo một cái là bạn đó giúp. Hay là bạn đó muốn giúp đỡ cái gì, alo một cái là con giúp lại. Giờ vẫn còn?
Dạ, vẫn mối quan hệ bản thân thôi ạ. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Mời nhà gái. Chúng ta đến với phần giới thiệu của bạn gái nè. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và quý vị khán giả. Em là Huỳnh Thị Phương Thảo, 31 tuổi, hiện đang làm giáo viên mầm non. Quê em ở Bến Tre và hiện tại em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở quận mấy vậy Thảo? Dạ, em ở Bình Tân ạ. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Thi, sinh năm 1990. Em quê gốc là ở Đồng Tháp, nhưng mà hiện tại em đang ở quận 12 ạ. Quận 12. Em cũng có đang làm ở trường ở Bình Tân luôn. Trường gì? Trường Bình Hưng Hòa. Mình làm gì? Mình làm dạ công... em làm giáo viên dạy môn khỏe ạ. Trời ơi, vậy là hai người giáo viên ngồi đây luôn rồi. Vậy là khỏe rồi ha. Coi như mình vẽ cho nít coi cũng được. Dạ, có sự đưa tương quan với nhau, hai người cũng có học vẽ nhau. Rồi bây giờ mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì ưu điểm của em đó là em biết nấu được nhiều món ăn, biết lắng nghe, quan tâm và chia sẻ với mọi người. Thì đặc biệt là rất là trân trọng cái tình cảm gia đình. Còn khuyết điểm thì em hơi bị rụt rè trước những người khác giới. Mình quen với mấy em nhỏ nhỏ nhưng mà mình hơi e thẹn với người lớn, với người không quen. Cái này nó có cái cách để mình giải quyết vấn đề hết ạ. Dạ, con cũng đã từng học, cũng tham khảo rồi cho nên con cũng có sự thay đổi nhiều hơn. Vậy có gì sau chương trình cái thầy hỗ trợ cho bạn ấy thay đổi cái khuyết điểm của bạn ấy nha thầy nha. Dạ ok ạ. Dạ. Còn rồi. Bên mình là ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm đầu tiên là con thân thiện và giúp đỡ mọi người, biết nấu ăn, hay thích sáng tạo những món mới. Còn cái khuyết điểm của con là con cũng hay nóng tính nhưng mà vẫn kiềm chế được. Con bỏ đi cho chỗ nào đó có cái không khí thoáng hơn rồi chút xíu lại là con. Tức là mình nóng thường. Là mình biết mình nóng ha. Dạ biết ạ. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi. Dạ đối với đường tình duyên của con thì từ nhỏ lớn thì con không có quen ai nhiều, chỉ con có một cái mối tình đơn phương như là say nắng luôn á. Tại vì cái cô gái này hay giúp đỡ con rồi cũng như trong quá trình học á. Nhưng mà con chưa có thổ lộ với bạn này. Hiện tại bây giờ cũng là qua cái mức độ bạn bè thôi. Ví dụ như con khó khăn cái gì alo cái là bạn đó giúp, hay là bạn đó muốn giúp đỡ cái gì alo cái con giúp lại. Giờ vẫn con. Dạ, vẫn mối quan hệ bản thân thôi ạ. Dạ chào thầy. Dạ, ủa chào thầy mình. Ơi, thầy cho học trò hỏi là mình đơn phương như vậy là bao nhiêu năm rồi? Nếu tính ra thì từ năm trung học phổ thông, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Thiệt là hết không? Dạ hết. Mình chưa thổ lộ với người ta. Dạ. Mình chưa biết người ta từ chối hay đồng ý mà sao mình biết là mình hết? Tại vì bạn đó thường hay chia sẻ, nói thôi tôi có người yêu rồi, ông cũng nên tìm người yêu đi chứ ông mà cứ độc thân như vậy hoài thì cũng mẹ ông cũng lớn tuổi rồi, cho nên còn cần phải có người để quan tâm chăm sóc cho mẹ ông thêm. Có nghĩa là hai người cũng nói chuyện hợp ý nhau lắm nhưng mà cái vấn đề về tình cảm thì không có tiến tới. Dạ không có tiến không tới không thể tới. Dạ. Thế là bây giờ chị đặt trường hợp nếu như bạn đó trải qua nhiều cái cuộc tình, bạn ấy đi một vòng rồi bạn ấy mới phát hiện ra à cái người đó là cái người mà cảm thấy là chân thành với mình nhất, thì bạn đó đặt trường hợp với em thì em sẽ xử lý như thế nào? Tại vì tính của em cũng rất là rõ ràng, bạn là ra bạn, còn tình yêu là ra tình yêu, người yêu của mình là mình phải bảo vệ, phải chăm sóc. Rồi, ngon lành, chị Lan an tâm. Còn nhà gái, đường tình duyên sao? Bên đây là còn Trinh Nguyên đó. Dạ. Bên kia Trinh Nguyên thì bên em cũng rất là trong trắng, tại vì thật ra em cũng chưa có mối tình nào. Thôi hay vậy. Dạ thì lúc trước em cũng có tìm hiểu một vài bạn, nhưng mà sau đó thì thấy nó không có phù hợp. Không phù hợp cho nên mình kết thúc sớm luôn. Nay cặp đôi đồng trinh. Coi như là khổ trước mà sướng sau. Đúng, bây giờ khổ là khổ trước sướng sau thế mới giàu. Giàu trước sướng sau lại càng đau à. Thôi nói vậy thôi, bài hát thôi mà. Ừ. Đừng buồn nha. Bây giờ này các bạn sẽ bắt đầu một cái hành trình yêu của các bạn nè. Nhiều khi ở cái tuổi này chín chắn rồi, cảm nhận cái tình yêu nó khác, yêu là hẹn luôn hò nó sẽ khác nữa. Nó không bồng bột giống như ngày xưa. Rồi, em gái bây giờ muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn thôi. Quan trọng là tính cách là phải là một người chín chắn, có công việc ổn định, biết quan tâm và chia sẻ, biết yêu thương và bảo vệ em. Rồi, bên đây có đủ luôn. Bên đây đủ, dễ thương. Bên đây là cái gì cũng có hết trơn á, có chín chắn luôn. Đúng rồi. Điểm gì không thích ở đàn ông? Dạ, điểm không thích là
lăng nhăng cũng như là cái sự mập mờ ở bên đó. Cái điểm này khỏi phải lo bên đây. Dạ, không à, dứt điểm mà cái gì chắc chắn cái đó. Cái gì dứt điểm cái đó. Dạ. Đây sát bên là còn lăng nhăng nữa, yên tâm. Rồi. Dạ không rượu chè. Dạ không ạ, à. Không có luôn. Có thuốc không trai? Dạ ơi. Không, cà phê nước đá gì không có gì. Đỡ tốn kém dễ sợ luôn. Không ăn uống gì luôn. Dạ ăn uống thì vẫn bình thường. À quên quên ăn uống bình thường chứ. Dạ. Rồi còn không thích gì nữa không? Dạ như đó đủ rồi. Vậy ngon rồi. Ngon lành. Dạ trai tôi 100% luôn rồi đó. Còn mẫu hình bạn gái sao, nói cho bà mối bà nghe. Dạ mẫu hình bạn gái của em thì rồi chiều cao thì khoảng 1m45 trở lên được ạ. Nói chung hai bạn này là nó giống như hai cái bánh răng vậy, bây giờ ráp vô khớp chạy. Làm gì vận hành cái máy. Làm gì nói máy móc chi mệt, hai mảnh ghép, hai nửa mảnh ghép đang tìm đến nhau. Thì tại vì tôi không có biết văn chương. Nói gì bánh răng, bánh xe gì. Thiệt, nói chung là nói như chung hai cái nồi đã có nắp. Nồi. Nói vậy cho nó gọn. Đó đó vậy đi. Ừ, vậy đi. Có cái điểm gì mình không thích ở phụ nữ không cơ? Tóc thì nhộm vàng bình thường thôi, đừng có nhộm lè lẹt á. À, trang điểm thì vừa được rồi. Ở vậy được chưa? Dạ, chị Ngọc Lan là quá xinh đẹp ạ. Dạ. Trang điểm với nhuộm tóc dạ, không? Không có, tóc ta tóc đen đàng hoàng. Bây giờ mình hỏi kiến người thân coi sao. Dạ. Rồi mình mở rào nha. Cô giáo đi với ai? Dạ, em đi với các bạn đồng nghiệp. Dạ, chào các cô ạ. Dạ, xin chào chương trình. Xin chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Nói về Thảo đi ha. Thảo thì là người dân miền Tây. Đặc điểm mà nổi bật á, rất là chân thật, chịu thương, chịu khó lắm. Ở bên đây lúc nãy bạn chia sẻ là có khoảng là bạn nóng tính, thì bạn có thể yên tâm về cái khoảng đó. Vì Thảo rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào. Ở với một người như thế này thì bạn không có cơ hội để nóng tính đâu. Bạn trai bên đây thì rất là chân thật và thấy được cái sự nghiêm túc của bạn ngày hôm nay. Khi mà bạn đến, bạn chuẩn bị rất là chu đáo. Đến đây là đã một cái duyên rồi. Thì mình nghĩ là cơ hội đến rồi đó, thì hãy nắm bắt luôn đi. Thì mong hai bạn sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm được cái hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Hay quá. Cô giáo nói chuyện tuyệt vời luôn. Thật ra với những cô giáo mầm non thì Quyền Linh là nhiều người rất là yêu quý, trân trọng và thậm chí là rất là thương luôn. Bởi vì luôn luôn giữ con của người khác. Mình như một người mẹ hiền vậy, chăm sóc từng ly từng tí luôn. Cảm ơn nhiều. Bây giờ thì em đi với ai? Dạ em đi với anh họ, anh ăn họ. Anh họ. Rồi, chào anh họ. Chào anh ạ. Lời đầu tiên em chào quý vị khán giả, chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Ý của em cũng như là ý của bạn bên nhà gái thôi. Hai bạn có cơ hội, nắm bắt cơ hội và trao nhau cơ hội. Dạ hết rồi. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn. Ngắn gọn thôi. Nắm bắt cơ hội là được. Dạ. Bây giờ mình mở rào. Mở rào thôi. Cho các bạn nắm bắt cơ hội, trao nhau cơ hội nha. Mở rào. Mời thầy, mời cô. Dạ, mình chào bạn ạ. Dạ, chào. Dạ, gửi cho bạn một món quà. Dạ. Dạ, cảm ơn. Em cũng có món quà gửi cho. Dạ, cảm ơn bạn. Em đi. Ta kêu bằng anh mình. Em nên đọc cái bài này trên sân khấu đi, nó sẽ hay. Tại vì cái này là tự anh sáng tác luôn á. Dạ, vậy em đọc. Dạ, hay đọc từng trang nó sẽ có cái cảm giác khác nhau á. Mình dơ lên cho khán giả xem luôn nào. Đưa đây, chị Ngọc Lan phụ cho. Một cái cuốn sách handmade do thầy làm tặng cho cô giáo. Đây, rất là dễ thương. Rất là mầm non, cà phê nha. Đây, xem phim nha, màu tím là xem phim nha. Có hôn nhau không? À chưa, đi du lịch nha. Rồi, đây là Hello, chương trình bạn muốn hẹn hò. Dễ thương lắm, em đọc đi. Dạ, hello chương trình bạn muốn hẹn hò. Bạn gì ơi, mình cho nhau cơ hội nha. Cho Thi xin số điện thoại hoặc số Zalo nha. Thi muốn nấu nhiều món ngon cho bạn thưởng thức. Phòng mong đợi. Phòng anh chiếc bóng một mình. Tìm người thương cảm, kết thành lứa đôi. Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi. Những khi giá lạnh, những hồi thu đông. Đêm đêm bầu bạn ấm nồng. Gói triều chăn ấm, tơ đồng kết nhau. Kết nhau nên nghĩa trầu cao. Thủy chung son sắc, đượm màu yêu đương. Yêu đương tợ nghĩa, mến thương. Trao người thương mến tận tường ai ơi. Ai ơi, anh tơ mấy lời. Mãi mong tình đẹp trọn đời bên nhau. Dễ thương quá. Trời. Nếu mà mình có một
trải qua một giai đoạn nữa thì mình sẽ tiến xa hơn tình bạn, và cuối cùng mình sẽ đi ăn rồi đến gia đình với nhau. Bây giờ cô giáo, mình hát tặng lại cho thầy giáo cái gì đi cho nó tình cảm đi. Đến chương trình thì em cũng tặng cho bạn trai cũng như là chương trình một đoạn nhỏ. Xuân xuân về đôi lứa mừng vui, xuân lên chùa ước nguyện tình riêng, mong ngày sau duyên sẽ nên đôi, anh và em sống bên nhau suốt đời. Dạ anh có thể mở cái món quà ra. Dạ món quà của em thì chỉ là một cái cây quạt thôi. Thì quạt như là tạo ra gió, và em cũng giống như nó là sẽ thổi vào anh một cái luồng gió mát cho cuộc đời của anh. Cảm ơn món quà của em rất là có ý nghĩa. Ở đây thì mình đến cái chương trình này là một cái duyên. Mọi thứ nó đều đã có sắp đặt sẵn rồi. Thì mình chỉ cần là gặp đầu nhau và để tìm hiểu nhau nữa là được. Qua cái thời gian tìm hiểu thì không biết là em sẽ dự định bao lâu mình sẽ tiến tới và lập gia đình. Thời gian thì nó cũng không phải là quan trọng lắm, mà nó quan trọng là việc mà cái tiến độ tình cảm nó đi tới đâu. Đúng rồi, nó đúng có rồi. Nhanh hay chậm. Dạ đúng rồi. Mình có tìm hiểu kỹ hay chưa. Dạ. Rồi mình mới tiến tới không nha. Rồi bây giờ thầy bước tới nắm tay cô giáo, nói những cái suy nghĩ của mình, cảm xúc về cô giáo thế nào. Anh đây là cũng là 30 mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên được nắm tay bạn nữ luôn. Hy vọng là chỉ còn có gật đầu đồng ý nữa thôi. Mình yêu nhau được không? Dạ. Thì em nghĩ tới đây cũng là duyên rồi, mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi ok. Thứ bảy chủ nhật có thể rảnh để hẹn hò với nhau được không ạ? Dạ thì em thấy bận thì cũng bận cái thời gian mình đi dạy thôi, còn buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật thì rất là rảnh. Rồi, về chỗ nào? Cặp đôi này không bấm, tôi đè tôi bấm luôn đó. Đúng rồi đó, thôi bây giờ là không có nói năng gì nữa hết trơn. Đếm một. Một, hai, ba. Bây giờ chính thức mình hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Xin hai bác cho con ôm Thảo một cái. Dạ, xin hai bác ạ. Dạ. Đây, cho con ôm bạn ạ. Đúng. Cho mình ôm. 30 mấy năm đó, chặt vô. Đứng nguyên, đứng nguyên, đứng nguyên. Sao tôi nhớ hồi xưa lúc mới yêu nhau quá trời, nó kiểu thẹn thùng, chặt chút xíu coi sao đứng chứ. Thầy thấy thôi, sao thầy? Ngại. Hả? Cô giáo ngại. Có nghĩa là mình đi hẹn hò nhiều hơn nữa để tìm hiểu cho nó rõ. Đúng rồi. Chúc cho thầy cô giáo sớm tìm được tiếng nói chung và sớm về chung một nhà, ăn cơm chung một mâm, thổi cơm chung một nồi, ngủ chung một giường. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một giữ món quà này để nhớ mãi. Dạ dạ. Giữ cái hình này nhớ luôn. Cái này để em về em sẽ... Đừng có xóa nó. Dạ, có nghĩa là mình sẽ chỉnh chu hơn. Đúng rồi, bổ sung vô thôi. Dạ. Bởi vì nó là một niềm không bao giờ quên được nha. Dạ dạ. Rồi, chúc cho thầy cô hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Sao mấy cô gái giờ hay đi tìm người đàn ông sạch sẽ gì? Chứ gọi gì nữa. Làm như đàn ông vợ dơ lắm sao vậy? Nó phải gọn gàng ấy ạ. Chứ chú là chú gọn gàng rồi đó, chú cũng bê bối lắm. Nhiều khi đôi khi không sạch sẽ. Thì em là xem em suy nghĩ một lúc xong quyết định là nếu mà anh không cho em nghỉ được 3 ngày thì anh cho em viết đơn xin thôi việc. Đó coi trời. Tức là quyết tâm. Vì tham gia chương trình mà em xin nghỉ việc luôn. Vâng. Tức là em chọn một trong hai. Còn nhược điểm thì là hay quên ạ. Thì, khi mà công việc thì em sẽ phải nốt lại. Nhưng mà nhiều khi nốt rồi nhưng mà em vẫn quên chị ạ. Trả lời thiệt lòng là giờ thích gái cao hay gái thấp? Em nếu mà chưa... Làm gì đừng có nói tội nghiệp người ta nó bị rung nữa. Nói nhiều là thích gái tóc dài tóc ngắn. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Mời nhà gái. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Đầu tiên tôi xin kính chào nghệ sĩ Quyền Linh cùng với lại tất cả quý vị khán giả cùng với lại các bạn đang xem trên đài truyền hình. Tôi tên là Đào Đình Phương, tôi sinh năm 1991 và tôi đến từ Phú Thọ. Tức là Phú Thọ là đất tổ vua Hùng rồi đúng không? Dạ vâng đúng rồi. Mời nhà gái.
Dạ, em chào chị Ngọc Lan ạ. Chào con chào chú Quỳnh Linh ạ. Chào bạn nam bên kia và chào toàn bộ quý vị khán giả có mặt ở tại trường quay ạ. Con là Kim Ánh, năm nay em 25 tuổi và hiện tại thì em đang làm việc ở Hà Nội. Công việc của em là kinh doanh online và em đến từ Vĩnh Phúc ạ. Hôm nay mình ghi hình là mình bay từ Hà Nội vào. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cũng từ Hà Nội mới bay vào luôn. Dạ vâng. À, vậy là hôm nay các bạn từ Hà Nội bay vào hết luôn. Có biết đâu hôm nay các bạn sẽ về chung một chuyến bay. Em vẫn chưa đặt lịch vé, máy bay về ạ. Xong câu chuyện ngày hôm nay sẽ đặt. Bạn gái đặt máy bay chưa? Dạ chưa ạ. Rồi, hôm nay chúng ta cùng đặt nha. Dạ vâng. Chắc nghi hai bạn này đặt trễ quá, xong rồi còn hẹn hò, còn đi dạo Sài Gòn nữa. Đúng chứ. Đúng rồi. Dạ, cũng mong vậy chị ạ. Vâng. Tiến Phương là làm công việc gì? Trước đây một ngày thì công việc của em là làm tổ trưởng quản lý bộ phận sản xuất ở bộ phận camera của công ty điện thoại Samsung ạ. À, camera. Chị gái ở dưới khu công nghiệp Bình Xuyên 2, Vĩnh Phúc ạ. Còn bên nhà gái làm công việc gì nhỉ? Dạ em kinh doanh online và chạy quảng cáo chứ. Bây giờ mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì là một người khá là thân thiện, hòa đồng và biết lắng nghe người khác cũng như là quan tâm người khác. Còn nhược điểm thì là hay quên ạ. Thì, khi mà công việc thì em sẽ phải nốt lại. Nhưng mà nhiều khi nốt rồi nhưng mà em vẫn quên chị ạ. Rồi còn em trai, điểm mạnh điểm yếu là gì? Trước tiên em xin nói về điểm mạnh của em thì điểm mạnh của em là đầu tiên là cái khả năng tự lập, biết em biết nấu ăn, biết quan tâm người khác và có lòng thương yêu vị tha với lại những hoàn cảnh trường hợp khó khăn ạ. Điểm yếu đầu tiên của em đó là em không biết cách giữ tiền. Nói tới 4 lần mới ra được cái chữ giữ tiền nha. Yên tâm, sẽ có người giữ giùm cho em. Vâng, đấy là mục đích mà em nay đến để tham gia chương trình ạ. Hay quá, vậy bên kia giữ tiền được không nè? Dạ được chú ạ. Rồi, khỏe luôn. Bây giờ mình nói về tình trường đi. Dạ thì em cũng đã trải qua 3 mối tình rồi ạ. Còn yêu cũng hầu hết cấp 3 thì bắt đầu yêu rồi ạ. Mối tình dài nhất thì là 3 năm ạ, thấp nhất là 8 tháng. Còn bên kia thì sao? Dạ, thật ra em thì mới trải qua có 2 hay là 4 thôi. Có 2 mối tình ạ. Và một dài và một dài một ngắn ạ. Tức là mối tình đầu tiên của em đấy là mối tình em kéo dài trong vòng 3 năm. Đấy là trong mối tình thời gian mà em đang đi làm việc ở bên nước ngoài. Nước ngoài em làm ở đâu? Ngày trước em đi Đài Loan ạ. Em gặp gỡ và quen biết bạn đấy ở bên Đài Loan. Đài Loan luôn. Dạ vâng. Rồi 3 năm rồi sao chia tay? Cũng yêu nhau, cũng hợp nhau và cũng có cùng chung quan điểm, nhưng mà sau này về sau thì là giữa em và bạn đấy có những cái quan điểm và những cái lối sống khác, chia tay ạ. Rồi em quen một bạn khác. Dạ vâng. Thực ra thì mối tình thứ hai thì thực ra mà chỉ diễn ra trong vòng tầm khoảng 6 tháng thôi ạ. Giờ tôi phải qua tôi nhìn mặt coi sao mà hồi hộp không? Hèn gì nói chuyện có một câu một hà mà cứ nói đi nói lại tới 3-4 lần. Nó em có 2 rồi tụi nó 6 mối tình luôn. Cái điểm của em đó là tình trạng hồi hộp thì em hay bị cà lắm á. Cà lắm. Ông mà rất là dễ thương. Dễ thương mà. Cà lắm rất là dễ thương luôn á. Sắp tới nè, mình sắp có bạn gái nè, bây giờ mình nói về cái mẫu người yêu lý tưởng của mình đi. Em không có một mẫu người yêu lý tưởng nhất. Là đơn giản em chỉ cần mong muốn một người bạn gái đấy là có lòng vị tha, biết đối xử tốt với mọi người, biết có sự yêu thương bao dung với lại mọi người. Với em như thế là đủ rồi. Thì em quan trọng về tâm hồn con người hơn là cái vẻ bề ngoài. Trả lời thiệt lòng là giờ thích gái cao hay gái thấp? Em nếu mà làm gì đừng có nói tội nghiệp ta nó bị rung nữa. Nói nhiều là thích gái tóc dài tóc ngắn. Em thích phụ nữ tóc dài và có chiều cao tối thiểu là 1m50. Ừ đó, mình nói ra cái quan điểm của mình. Còn cái chuyện mà mình gặp được ý trung nhân của mình nó có giống như là mong muốn của mình hay không, đó là chuyện khác để chị. Được chưa? Giống không? Quá tuyệt vời. Tóc dài, thân hình rất là cân đối, phải nói là ba dòng rất là đẹp. Được không? Dạ, con chào chú ạ. Trời ơi. Dễ thương không? Được à. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào con? Mẫu hình lý tưởng thì cao trên 1m7 là được ạ. Ưa nhìn một xíu. Em cao tròn 1m7. Và sao nữa? Gọi là đàng hoàng sạch sẽ là được ạ. Trời ơi.
Mình để thơm phức. Sao mấy cô gái giờ hay đi tìm người đàn ông sạch sẽ gì? Chứ gọi gì đó. Làm như là ông vợ dơ lắm sao vậy? Nó phải gọn gàng ấy ạ. Chứ chú là chú gọn gàng rồi đó, chú cũng bê bối lắm. Nhiều khi đôi khi không sạch sẽ. Không, ví dụ như là ở nhà thì như thế nào cũng được. Nhưng mà ra ngoài thì chỉnh chu một xíu. Chú cũng ít chỉnh chu lắm. Chú cũng mang dép mà mặc sờ lõn đi ào ào vậy đó. Bên kia cao mét mấy quên rồi ta? Vừa tròn 1m7. Rồi, ngon lành luôn. Hỏi coi đáp ứng được nhiều nhu cầu của nhà gái. Em tự tin 100%. 100%. Bây giờ con thích điều gì đàn ông nè? Con không thích bạn nam hút thuốc nè, da trưởng, hay ghen. Có ghen không? Thực ra thì em cũng... Chuyện đời thì em cũng hiểu. Tuy nhiên là em sẽ phân biệt được đâu là lúc nên ghen và lúc không nên ghen. Lúc nào nên ghen nói nghe thử. Thực ra đây là một trường hợp cụ thể thì mới có thể nói, bây giờ mình không thể nào mà vậy. Ví dụ như thấy bạn gái mình cứ cắm cúi nhắn tin hoài, có ghen không? Trong một mối quan hệ giữa hai người thì em đề cao sự minh bạch. Nè, tôi nói nghe nha, nếu mà quen cô bên đây là ghen dữ lắm luôn á. Mà ghen dữ lắm á. Dạ em có thuốc dạy nhưng mà em đang cố bỏ dần. Bây giờ mình hỏi ý kiến người nhà nè. Đúng rồi. Em đi với ai? Dạ em đi với chị đồng nghiệp ạ. Dạ em chào chị Ngọc Lan, chị Ngọc Lan xinh quá. Vâng ạ, em là Thùy Linh ạ. Thì thấy bạn bên này thì cũng có một cái điều kiện là cũng phù hợp, là đấy là gần nhà mình đấy. Ở Phú Thọ thì sang Vĩnh Phúc nhà mình thì nó chỉ qua một cái con sông tí tẽo thôi. Đó, còn những cái khác thì em nghĩ là chắc là Kim Ánh qua quá trình nói chuyện thì tự em ấy sẽ cảm nhận được. Vì qua ba mối tình thì cũng đã có nhiều cái trải nghiệm rồi. Vâng, em cảm ơn. Đấy. Rồi, bây giờ em đi với ai? Em đi với một mình ạ. Rồi, bây giờ thì mình mở rào ra. Hai bên nói chuyện để tìm hiểu lẫn nhau nha. Mở rào. Bắt đầu đi. Bong 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 bong. Anh thấy em là một người dễ thương. Thực ra trong lần đầu tiên tiếp xúc thì anh cũng chưa biết được nhiều, nhưng mà anh nghĩ rằng em là một người phụ nữ dễ. Anh nghĩ là em rất giống với lại mẹ của các con anh. Wow. Đứng hình luôn rồi chú ơi. Em cảm ơn ạ. Em cảm thấy thì anh cũng là một người cũng khá là hòa đồng này. Và có một đôi chút là hơi gọi là chắc là hơi run nên là anh hơi bị cá lăm một xíu. Đấy, còn về ngoại hình thì cũng khá là ưa nhìn. Và em thì em không quan trọng về cái ngoại hình. Nhưng mà sau mà khi mà nghe anh chia sẻ thì em cũng thấy là cũng có khá là nhiều cái tương đồng với em. Theo anh thì anh có quan điểm như thế nào về tình yêu nhỉ? Quan điểm trong tình yêu thì anh chỉ có một yêu cầu duy nhất, đấy là sự thật thà và sự tin tưởng lẫn nhau. Nói chung anh nghĩ rằng trong khi một mối quan hệ yêu đương thì là mọi chuyện mà mình nên rõ ràng với nhau một chút. Có những cái chuyện chứa cho dù đó là chuyện tốt hay là chuyện xấu thì mình đều nên nói để mình cùng nhau chia sẻ, để mình cùng nhau vượt qua. Dạ vâng. Em không biết là anh có phải là người cực kỳ nóng tính không ạ? Thực ra thì anh nóng tính thì anh là một người trầm tính, nhưng mà lúc khi anh nóng anh cũng là người một người kiềm chế cảm xúc của mình. Điểm yếu của anh đấy là anh cũng không kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Nhưng mà cái cảm xúc nóng tính thì là không phải. Cái cảm xúc của anh thì anh không kiềm chế được. Nhưng mà những lúc nào mà anh còn nóng tính ấy, thì anh thường là anh rất là ít nói. Em quen anh mà em thấy anh, em hỏi mà em nói chuyện với anh mà lại thấy hỏi anh nhưng anh không nói gì, thì đấy là khi anh đang kiềm chế lại cái cảm xúc của mình. Anh nói thật với em là hôm nay là anh cũng không có ý định tham gia, anh cũng không có ý định tham gia chương trình đâu. Hả? Chương trình ép em đi hả? Và không, chương trình bạn muốn hẹn hò chị.
Lúc đầu tiên là chương trình gọi điện cho em đã trúng tuyển, bạn đã sắp xếp để bảo em sắp xếp em đi tới để tham gia chương trình để quay ấy. Em mới gọi điện lên cho quản lý công ty. Thì là em xin phép được nghỉ 3 ngày. Mà công việc đấy thì em mới làm được có 6 tháng. Thì là cái lịch ngày nghỉ phép của em chỉ có được nghỉ 1 ngày thôi. Thì em suy nghĩ một lúc xong quyết định là nếu mà anh không cho em nghỉ được 3 ngày thì anh cho em viết đơn xin thôi việc. Đó coi trời. Tức là quyết tâm. Vì tham gia chương trình mà em xin nghỉ việc luôn. Vâng. Tức là em chọn một trong hai. Vâng. Như vậy thì ngày hôm nay mình phải quyết tâm mình đem được cô gái này về. Vậy thì em có hối hận nếu như ngày hôm nay em bị cho nghỉ việc không? Em nghĩ là không ạ. Vì sao? Anh nghĩ rằng cuộc đời mình có nhiều con đường để đi. Hôm nay anh gặp em, có thể là mình hợp nhau thì đấy là một cái duyên mình đến được với nhau, nên duyên vợ chồng thì đấy sẽ là một cái duyên. Còn nếu không thì hôm nay anh quen biết, anh sẽ có thêm một người bạn, anh có cơ hội được gặp mặt nghệ sĩ Quyền Linh. Chị Ngọc Lan. Cả chị Ngọc Lan, và thêm một lần em sẽ được đi lên trên truyền hình. Dễ thương quá. Cái quyết tâm thì thế, thật ra đàn ông là phải như vậy. Đúng. Anh thì mẹ anh đang bảo là nếu mà Tết này mà anh không chịu lấy vợ thì mẹ anh sẽ đuổi anh ra ngoài đường ở. Với em thì không quan trọng tình yêu, thì nó sẽ không có thời gian và sẽ không có khoảng cách. Tôi thích cái bạn này nói chuyện quá đi. Tôi cũng thích nữa. Rất là đàn ông. Có trách nhiệm. Ủa gì, tôi không đàn ông hả? Tôi nói chuyện đàn ông hả? Rất là trách nhiệm, tôi nói anh rất là trách nhiệm. Hai bạn có thể giao lưu chút xíu về âm nhạc đúng đi. Đúng rồi. Hai bạn nắm tay nhau nào. À, chúng ta có thể hát cho nhau nghe một đoạn nào đó. Đứng xích ra đây, xích đi. Rung quá trời, rung rồi. Đây, hai tay đây, tay bên kia đó, hai bạn đứng đối diện nhau đó. Tay chạm tay, mắt chạm mắt, nhưng môi đừng chạm môi. Em thấy là bạn nữ hát gì, xinh hát không, gì xinh đó không? Dạ, bạn nữ xinh lắm. Xinh đó, thấy chưa? Mà bên đàn trai cũng rất là đàn ông luôn. Dạ. Chắc là tại vì anh gặp định mệnh nên anh gặp định mệnh của anh nên anh mới run như này. Chứ bình thường anh không run như này đâu. Trời dạ. Đất ơi. Hay quá trời đất à. Em trai, bây giờ em nhìn thẳng cô gái, em nói hết những cái suy nghĩ của mình. Thực ra thì hôm nay lúc trước khi gặp em ấy thì anh cảm thấy nó bình thường lắm. Anh chẳng thấy có vấn đề gì đâu, nhưng mà lúc ở sau ở đằng sau cánh gà thì anh không biết là chỉ còn một chút thời gian nữa thôi là anh sẽ gặp được một người bạn gái, một người cùng sẽ cùng mình hẹn hò ngày hôm nay. Mình trong lòng anh đặt rất là nhiều câu hỏi. Thế là anh không biết em sẽ là người như nào, chiều cao em như nào, màu mắt em như nào, tóc em có dài không? Có phải là người phụ nữ mà anh chờ đợi hay không? Nhưng mà thế gặp rồi thì anh thấy sao ạ? Thực sự anh ước gì mà anh có thể gặp em từ cách đây 32 năm về trước. Trời ơi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Gia đình bạn gái đang theo dõi chương trình, mình có thể nói chút xíu với nhà gái. Thì hôm nay trước chương trình bạn muốn hẹn hò thì con anh bình tĩnh cứ tiếp tục. Con cảm ơn hai bác đã sinh ra một người con gái xinh đẹp và hiền lành như này, thì con xin phép hai bác được cho con được công khai tìm hiểu cho con được phép công khai tìm hiểu con gái của hai bác, và mong rằng hai bác sẽ có sự đồng ý của hai bác. Con hứa với hai bác nếu hợp thì con sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Con sẽ lo lắng phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt nhất có thể ạ. Thật ra chọc chút cho nó vui, nhưng mà những cái điều đó rất là dễ thương luôn. À, và đây là những món quà dành cho các bạn đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, xin được cảm ơn hai bạn. Dạ, cảm ơn ạ. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã bấm nút hẹn hò. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Cặp đôi thứ hai. Xin mời. Ừ.
Này mà về ở chung là vui vui vẻ cả ngày vui đó. Nữa. Chào em. Dạ, dạ, mặt dễ thương quá vậy. Dễ thương lắm. Có duyên hả? À? Có duyên. Nhìn mặt này lúc nào cũng vui vẻ đó. Dạ đúng rồi. Nhà trai sao? Được tình duyên là có mấy mối tình? Em trải qua 3 mối tình ạ. Trời, dữ ta. Cái gì mà tới 3 mối lận em? Một cái nét đẹp của người Á Đông đó. Y chang luôn. Giờ mình muốn tìm một nửa manh ghép như thế nào? Mời bạn gái. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Hùng Viễn, em đến từ Quảng Ngãi. Em sinh năm 96 ạ. Hiện tại thì em đang kinh doanh. Em đang có một cái cửa hàng nhỏ ở Tân Bình. Kinh doanh về hộp đựng giày dép và kệ gỗ đa năng. À hay quá. Mời em trai. Em xin tự giới thiệu, em tên là Kiều Minh Đức. Em sinh năm 1996, bằng tuổi bạn bên kia. À. Và hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì Đức? Em là chuyên về kinh doanh bên cái lĩnh vực là điện năng lượng mặt trời. À, à. Điện lượng mặt trời bên kia là gỗ lắp ghép, bên đây là năng lượng mặt trời. Hộp đó, cái nhà là có hai thứ vô luôn. Đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn ha. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Đức? Hòa đồng với mọi người này, vui vẻ, nhiệt tình. Yêu thích chơi thể thao, các cái môn thể thao như là chạy bộ, rồi cầu lông, bóng bàn, ăn nói lưu loát, nhiệt tình. Tốt. Yêu thích ca hát. Hay quá. Đấy, em thì sống tình cảm lắm, không có bao giờ ghét bỏ ai hay gì cả. Điểm yếu của em thì em thừa nhận là em hơi chưa được gọn gàng lắm, chứ không đến nỗi bừa bộn. Đúng rồi. Nói bừa bộn thì cũng quá đáng, nhưng mà chưa được gọn gàng lắm. Có vợ thì sẽ tự gọn gàng thôi. Rồi, bây giờ điểm mạnh điểm yếu mình là gì nè? Điểm mạnh của em là luôn luôn lạc quan và tích cực và cố gắng. Nói chung là mọi người hay nhận xét em là một cô gái là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng vui vẻ, không có kiểu như không có bi quan trong cuộc sống, không, cái gì cũng cố gắng hết. Hai bạn này rất là yêu đời, đầy năng lượng, vậy là khỏe rồi. Bây giờ nè, mình hát bài gì cho nó vui vui không khí lên cái coi. Đến với chương trình hôm nay thì em xin hát tặng bạn nữ gái bên kia và khán giả trong trường quay bài hát là Cung Đàn Mùa Xuân. Hay quá. Thật lớn lên nào. Em ơi vút lên một tiếng đàn, kìa đàn đã so dây, cung đàn đã lửa phim mơ. Đất nước mình xin sao mùa vui đang nở rộ, mừng xuân chiến thắng gieo ca, xuân về non nước bao la. Mầm sống ta gươm giữa đời, tay anh nâng ngọn đèn em che ngọn gió, anh nâng mầm chồi em chút nắng vàng. Đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lòng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai. Em ơi vút lên một tiếng đàn. Thấy nhà trai tôi vui không? Cảm ơn khán giả. Vui tươi quá, dễ thương quá. Em thấy bạn trai hát sao? Dạ em thấy bạn hát rất là hay ạ. Này mà về ở chung là vui vui vẻ cả ngày vui đó. Nữa. Chào em. Dạ, dạ, mặt dễ thương quá vậy. Dễ thương lắm. Có duyên hả? Có duyên. Nhìn mặt này lúc nào cũng vui vẻ đó. Dạ đúng rồi. Mình hát lại bài mình trả lại cho người ta cưng. Em cũng có một bài hát tặng mọi người, tặng bạn nam là bài Hồn Quê ạ. Rồi, Hồn Quê. Em theo anh qua những cánh đồng thung lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương, chừng hôm nay lớn dần, lòng vời vời xa xôi, gửi lại kỷ niệm khốn đôi, thương cứ lắm ban chiều và mái tranh thố còn nằm nổi, cây mai che bóng mát môi, chiều ta đứng chờ nhau. Như âm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu, lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nò hàng mãi sau. Thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng. Yeah. Được. Nhà gái hát cũng hay, cũng ngọt ngào, nhà trai cũng không kém. Chúc mình kiếm bài nào mình xong ca là xong. Đúng rồi. Nếu mà hợp lý mình bấm nút luôn. Bây giờ chúng ta bàn về tình trường của nhau đi. Dạ em có một mối tình ạ. Mối tình đó thì kéo dài đến 3 năm rưỡi. Sao chia tay?
Thì khi mà trước khi quen á thì em có nói với bạn nam là khi mà em đã quen mà trên 3 năm á thì em sẽ nói chung là cũng đã xác định, nhưng mà khi mà đến 3 năm thì em mới là dừng lại và em hỏi là mình có thể đi tiếp với họ cái con người như này được không, nếu mà mình chấp nhận thì mình đi, còn không á thì mình nên dừng lại để cho bản thân mình còn có những cơ hội khác. Thế là em chọn cách là dừng lại. Rất văn minh ha. Dạ. Tôn trọng nhau, hỏi ý kiến lẫn nhau. Nhà trai sao? Đường tình duyên là có mấy mối tình? Em trải qua 3 mối tình ạ. Trời, dữ ta. Cái gì mà tới 3 mối lận em? Nhưng cái mối tình này thì nói chung có mối... Mối sâu, mối không sâu. Còn mối sâu, mối không sâu. Nào sâu đâu? Dài nhất thì được 2 năm ạ. Cái mối tình đầu tiên của em thì thời học sinh cấp 3 thì em yêu đơn phương bạn kia. Thì lớp 11 lên lớp 12 thì em viết thư tình dữ lắm. Sao? Nhưng mà bạn nó không có đồng ý. Rồi cái mối tình 2 năm đó sao chia tay? Mối tình 2 năm thì bắt đầu lên là đại học thì em có quen một bạn ở ngoài Hà Giang. Hai đứa quen nhau qua mạng. Em yêu xa 5 rưỡi. Sau đó em mới ra Hà Nội gặp bạn đó. Bây giờ tôi qua tôi coi nhà gái coi sao, nãy giờ tội nghiệp bỏ nhà gái. Trời ơi chào em gái dễ thương quá. Lắm. Mình nghe mình có mối tình, mình nghe bên kia có 3 mối rồi. Ai tôi cũng mình dễ thấy thương. Sao? Em thấy cũng bình thường ạ. Bình thường đúng không? Mối tình thời học sinh đó mà. Dạ. Bây giờ nè, mình muốn có một người yêu lý tưởng ra sao? Em muốn tìm một người là chín chắn, trưởng thành và chia sẻ, chung thủy. Em nghĩ là em cũng rất là bận rộn nên thành ra là em cũng không thích một người mà lăng nhăng. Mình phải lúc nào mình cũng phải kiểm soát họ, mà em không thích. Em thích là họ tự do, họ có thể tự kiểm soát được họ, em cũng có thể tự kiểm soát được em. Và đừng làm gì đó lỗi với cái người kia. Dạ đúng rồi. Khoảng bao lâu mình kết hôn được? Bởi vì mình còn trẻ tuổi quá. Dạ em dự tính thì 1 đến 2 năm. 1 đến 2 năm. Hợp lý. Được. Rất hợp lý. Bên đây sao? Em đủ trưởng thành để đủ lòng bao dung cho bạn nữ và đủ tự kiểm soát tự được bản thân mình bản thân mình. Không, bạn bên kia rất là dễ thương luôn. Bên đây mớm mớm giống Ngọc Lan. Ngọc Lan thích lắm bạn bên đó đó. Bạn này dễ thương. Thật ra một cái nét đẹp của người Á Đông đó. Y chang luôn. Giờ mình muốn tìm một nửa mảnh ghép như thế nào? Em thì em thích một người con gái họ biết chăm lo cho gia đình nhiều hơn, thiên về hướng gia đình. Hóa ra thì cô ấy là một cô gái tự chủ và độc lập về tài chính. Không phải là vì em không lo lắng được cho gia đình mà để những cái lúc mà có vấn đề gì thì cô ấy có thể tự lo lắng cho bản thân mình được. Ngoại hình thì em không yêu cầu nhiều. Trên một khoảng 1m55 đổ lên là được. Gương mặt dễ thương, cân đối là được. Trời, quá dễ thương. Yên tâm. Tôi qua tôi coi mắt tôi thấy được lắm rồi đó. Dạ. Về chỗ trả lại không gian cho nhau bà mối. Lớn quá. Những cái yêu cầu của hai bên tôi thấy rằng rất là hợp lý. Mỗi bên gần như nó chiếm khoảng 90% trở lên. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình cái mình cho gặp mặt. Dạ. Luôn ha. Em gái đi với ai cưng? Em không có ai hết. Vậy thì em có chị, không sao hết. Rồi em trai đi với ai cưng? Dạ em đi với hai anh bạn đồng nghiệp và bạn của anh bạn. Rồi. Dạ. Sao mình có ý kiến nào không hay anh? Nói chung là em Đức đó thì thấy cũng được đó, anh thấy cũng ok đó, nhưng mà do là do em. Đức nó hiền không? Rất là dễ thương. Dễ thương không? Trong công việc rồi này kia nọ làm rất là chuẩn. Chơi với bạn bè đẹp không? Tốt lắm. Tốt lắm hả? Có người yêu lăng nhăng không? Không, cái đó là không có. Không cái có đâu. Chắc là không có. Hay có cô gái nào tìm không? Không luôn. Tại vì đi làm chung với nhau hàng ngày mà. Ở chung anh em, ở chung với nhau làm chung mà. Nghe biết được cái bản tánh của em của mình nó như thế nào. Trước khi đi đến đây nó có dặn gì không? Không, không dặn. Đó được, không có dặn thôi, được đó. Tôi hỏi cho. Tôi bảo vệ bạn gái bên kia. Bởi hỏi vậy chứ nhiều khi nó dặn trước á. Đúng là kinh nghiệm làm mai 10 năm mọi người. Ngọc Lan không nghĩ ra cái câu hỏi đó luôn á. Được, anh rất là thật luôn không? Nói như thế để rằng là không có dặn gì hết đó. Có sao nói vậy người ơi. Vậy là cặp này hợp lý ha. Tại tôi thấy em gái em kia dễ thương quá. Dễ thương quá. Tìm hiểu cho nó cặn kẽ không? Cái gì có gì nói thiệt. Không những là một mình chị bảo vệ em mà ngay cả ông Mai bên kia cũng bảo vệ em. Nên em cứ an tâm nha. An tâm nha. Thôi mở rào. Không gian này là của các bạn đó. Bắt đầu đi. Hôm nay tham dự chương trình thì anh có món quà tặng em. Em có thể mở ra xem ạ.
đây là một cái móc chìa khóa. Ngày hôm nay thì tham dự chương trình anh không có tặng hoa, bởi vì anh nghĩ rằng hoa thì theo thời gian nó cũng sẽ úa tàn. Nhưng mà cái này thì nó có ý nghĩa, đó là khi mà em treo vào cái chìa khóa của em ấy, thì anh ngày hôm nay anh có một cái lời nhắn nhủ dành cho em, đó là em đi làm hay đi đường em chú ý cẩn thận. Và khi em nhìn thấy cái móc chìa khóa này thì em nghĩ tới anh ở bên cạnh, và anh sẽ luôn ở bên cạnh em để chia sẻ và tâm sự động viên với em. Bởi vì anh biết rằng anh cũng làm kinh doanh, công việc kinh doanh thì sẽ có những lúc nó lên xuống, nó không như những công việc khác, thì mình cố gắng vững chí bền lòng và có gì chúng ta chia sẻ với nhau. Đó. Hay quá. Cảm ơn em rất là nhiều. Rất tâm lý. Thích nhất là cái món quà để nhắc nhở bạn gái là đi đứng là cẩn thận. Em gái cảm nhận chàng trai thế nào? Em thấy bạn nam rất là được ạ. Nói chung là đến đây em cũng nói trong đầu là em kêu là sẽ chọn một cái người bạn mà thích thể thao á, để sáng ngày cùng đi chạy bộ á. Thì mình chạy một mình buồn lắm, nên là cũng muốn tìm một người bạn có thể là chạy bộ cùng mình. Em ở quận mấy nhỉ? Em ở Tân Bình ạ. Thì anh chạy qua Tân Bình nha, sáng mai 5 giờ anh chạy qua Tân Bình. Ông dễ sợ thế. Okay. Rất là được luôn. Thì như lúc nãy thì em có chia sẻ là dự tính 1 đến 2 năm nữa thì em sẽ lập gia đình. Nhưng anh dự tính khoảng 1 năm nữa sẽ lập, bởi vì cái tuổi của chúng mình là cũng đến tuổi như cũng phải lập kế hoạch cho cái cuộc đời của mình rồi. Đó. Thì cơ khoảng 26, 27 tuổi là kết hôn được rồi. Thế để muộn quá thì nó cũng không hay, sau này con cái nó cũng muộn. Hy vọng rằng là trong 1 năm sắp tới thì em sẽ cho anh nhiều cơ hội để anh có thể ở bên cạnh em, quan tâm em, lo lắng cho em, mà dành cho em những cái khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Anh biết rằng thì không có ai là hoàn hảo cả. Thì hy vọng rằng là những cái lúc mà anh có những cái gì đó nó chưa được theo ý em chẳng hạn, thì hy vọng rằng là mình sẽ cùng ngồi lại với nhau, chia sẻ và bàn bạc. Đừng có cãi lộn hay gì cả, anh không thích cãi lộn. Anh nói rất là giống, kiểu như giống em á. Là em cũng nói là em không thích một người gia trưởng, nhưng mà nếu mà em có cái gì đó thì hai người cùng ngồi xuống, em sai thì góp ý, anh sai góp ý, thì em thấy như thế rất là tuyệt vời. Em rất là thích kiểu như vậy, cái gì không đừng có cãi nhau, để em thích như thế, hai người chia sẻ với nhau. Khi mà anh đăng ký tham dự chương trình này thì anh mong muốn là tìm một bạn nữ quê ở miền Trung. Em biết tại sao không? Bởi vì là khi mà mình có những cái người miền cùng vùng miền với nhau ấy, thì nó có nhiều cái về văn hóa này, cái ngôn ngữ này, nó cũng dễ hòa đồng hơn và dễ chia sẻ hơn. Và sau này thì mình đi lại nó cũng thuận tiện hơn. Nói chung là chúng ta có nhiều điểm chung đấy để chia sẻ với nhau. Hay quá. Vậy thôi chúng ta bấm nút thôi. Chừng gì nữa hả? Dạ. Hãy để tay vào nút bấm các bạn. Rất hợp lý. Nào, bây giờ chúng ta đủ sức để quyết định một điều gì đó quan trọng đến cuộc đời của mình. Bao nhiêu năm qua hai bạn không gặp được ai, không gắn kết được với ai thì định mệnh rồi, hai bạn đến đây để gặp nhau. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Chúng tôi thấy rằng thời khắc rất hợp lý, câu chuyện rất hợp lý, tình cảm của hai bạn cũng rất hợp lý. Hai người cũng hiểu nhau rất nhiều vấn đề, nhiều vấn đề đã là của chung rồi đó. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm luôn. Tuyệt vời. Đấy. Chúc mừng hai bạn. Chính thức mình đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Tay em ấm. Ấm rồi. Tay anh hơi lạnh, đây hôm nay có cái máy lạnh. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ. Thật là đẹp đôi lắm. Thật là dễ thương vô cùng luôn vậy đó. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Một ngày Valentine rất là thành công, rất là nhiều niềm vui, rất là hạnh phúc. Hạnh phúc này xin gửi đến những cặp đôi đang yêu nhau, đã yêu nhau, chuẩn bị yêu nhau, và những cặp đôi đang đến một ngày lễ hội Valentine thật là hạnh phúc nha. Dạ có được một bé, đang sống với một bé và một bé sống với mẹ. À tức là có hai bé. Bé luôn. Vâng đúng rồi.
thì em có ngại không? À, vấn đề ở đây là em không ngại, nhưng mà em thấy ảnh là người ngại. Có nghĩa là ảnh chưa sẵn sàng giống như cho một mối quan hệ. Anh không nghĩ là mình thương cô ấy cũng thương mình và sẽ thương con mình. Mà anh cứ lo sợ là không biết là cô ấy có thương con mình hay. Cũng có thể là phụ giúp công việc cho em ấy, gặp đối tác hoặc là khách hàng này kia kia nọ. À, là đi cùng là... em. Vâng, đúng rồi. Đồng hành cùng em đi suốt quãng đường còn lại thôi. Dễ thương. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Dương Quân Tiến, hiện tại là 34 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Tiến là làm về gì ta? Dạ, em làm bên thiết kế về thiết bên kế. Nội thất. Bây mời giờ mình nhà gái. Đến với nhà gái nè. Dạ, em là Lê Thị Hà, em sinh ra ở Đồng Nai, hiện tại em ở và làm việc ở quận 7 ạ, sinh năm 89 ạ. Làm gì hả? Dạ, em làm nhân viên chăm sóc khách hàng tổng đài ạ. Rồi, bây giờ Tiến nói một chút về ưu điểm, khuyết điểm cho nhà gái nghe đi. Về ưu điểm của em thì có thể là biết lắng nghe, chịu học hỏi, có thể là học hỏi bất cứ mọi thứ. Học bất cứ cái gì, học rất nhanh đúng không? Vâng. Khuyết điểm của em thì có lẽ là hơi nóng tính và vội vàng. Bây giờ chị mình đến với ưu điểm và khuyết điểm của bạn gái nè. Dạ vâng. Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, dễ thích nghi, cũng như là lắng nghe sự chia sẻ. Còn khuyết điểm của em thì hay hờn vô cớ một chút. Với lại sống hơi nội tâm một chút á, kiểu cảm xúc mình không thể kìm nén được á. Đường tình duyên của Tuyến sao? Đường tình duyên của em cũng hơi lận đận một tí thôi. Lận đận là lận đận thế nào? Cũng trải qua cũng hai mối tình. Hai mối hả? Vâng. Mối dài nhất nhiêu? Mối dài nhất thì cũng được khoảng 7 năm, 8 năm. Yêu nhau rồi có tính tới cái chuyện kết hôn chưa mà? Dạ có rồi chị. Thế thì bạn có em bé chưa? Dạ có được một bé. Đang sống với em một bé và một bé sống với mẹ. À, tức là có vậy hai bé luôn. Vâng, đúng rồi. Con lớn nhất là mấy tuổi rồi Tuyến? Dạ bé 8 tuổi ạ. Ở với mẹ? Vâng, đúng rồi. Bé nhỏ nhất thì được 4 tuổi ạ. 4 tuổi ở với ai? Đang ở với em ạ. Hiện tại thì mẹ bé đang ở Cà Mau. Chuyện đã qua rồi, nhưng mà vấn đề lớn nhất của em ở đây là chuyện con cái sau này. Thật sự là đang phân vân không biết là cái người tiếp theo có được sự bảo bọc con mình hay không, hay là có sự phân tách giữa con mình, con này con kia. Một chút mình sẽ hỏi quan điểm của người bên kia thôi. Đó là do mình. Đó là do mình. Nhưng mà bây giờ là mình ở với ai nữa? Là chỉ có hai cha con chăm hai nhau cha con thôi. Không, hay là có hiện tại thì không? Em gửi bé về nội cũng được 2 năm rồi. Nội ở đâu? Nội ở quê miền Tây ạ. Miền Tây là ở đâu? Dạ hiện tại thì quê nội đang ở Cà Mau. Vậy thì em Sài Gòn một mình? Vâng, đúng rồi. Thuê nhà hay là... Hiện tại thì trên đây em ở cùng với một anh trai. Là nhà của anh trai? Dạ đúng rồi. Chút xíu nữa mình hỏi tiếp, tại vì Lan cũng có rất là nhiều cái câu hỏi muốn hỏi bạn đó. Chút xíu là nhà gái sẽ hỏi tiếp. Đường tình duyên của mình xa? Dạ đường tình duyên thì cũng hơi đầu hoa một chút. Nhưng mà chính thức thì cũng có hai mối tình. Mối tình đầu tiên của em thì chắc tầm 3 năm. Mối tình thứ hai thì chắc khoảng 2 năm ạ. Dạ, nhưng mà nãy giờ em nghe bên kia tâm sự là đã ly hôn rồi. Dạ, và hiện tại đang ở với con. Nói chung hoàn cảnh bên kia cũng tội nghiệp lắm như vậy á. Thì em có ngại không? Vấn đề ở đây là em không ngại, nhưng mà em thấy ảnh là người ngại. Có nghĩa là ảnh chưa sẵn sàng giống như cho một mối quan hệ. Anh không nghĩ là mình thương cô ấy cũng thương mình và sẽ thương con mình. Mà anh cứ lo sợ là không biết là cô ấy có thương con mình hay không. Lo sợ đó là điều đương nhiên rồi. Cho nên là một tí nữa các bạn sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn về vấn đề này. Đừng có nghĩ biết đâu người ta lại yêu thương con mình còn hơn mình nữa đó. Có những cái người phụ nữ như vậy chứ bộ. Đúng rồi. Bây giờ em trai nè, em muốn tìm một mối tình tiếp theo như thế nào? Biết chia sẻ, lắng nghe và quan tâm. Còn về ngoại hình thì nói chung là cũng trìu mến tí để sau này mà phụ cho công việc của em. Sau này có nụ cười dễ thương nè, mái tóc cũng tương đối là dài. Nụ cười rất là xinh, rạng rỡ. Giọng nói thì rất là... Xin chào chú Quyền Linh. Xin chào nhà gái, dễ thương. Dễ thương lắm. Đúng rồi, mình muốn một cái mẫu hình lý tưởng thế nào? Tại vì là con cũng hơi cao và hơi to con. Con cũng muốn là bên đó cao 1m7 trở lên. Không nhuộm tóc thì càng tốt. Con cũng, nhà con thì cũng không thích hình xăm và con cũng không thích. Không hứng thú thì càng tốt hơn nữa. Dạ, chủ yếu là phụ nữ mà, lúc nào cũng muốn được quan tâm, được lắng nghe và chia sẻ. Mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Có thể là 90%. Bây giờ mình đi với ai vậy? Hai người chị. Nhưng mà hai người chị đang bận tí việc là không có qua được á. Được dạ, rồi. Không sao, có chú Quyền Linh. Mình đi với ai cơ? Dạ, em có chị Ngọc Lan. Dễ thương quá. Khỏe re. Bên đó có Ngọc Lan, bên đây có Quyền Linh. Mở rào.
bên đó dễ thương á, chị thấy ok. Bắt đầu đi em trai. Chào. Mạnh dạn lên nào. Đây, em có món quà dành tặng cho em. À, dạ, em cảm ơn anh ạ. Hình trái tim nha mọi người. Bây giờ mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Anh nói trước đi ạ. Anh nhường quyền cho em. À, anh nhường quyền em hả? À, thì em nhìn anh thì cũng dễ gần, cũng hiền. Dạ vâng, nói chung là cũng có rung động. Còn nhà mình có mấy anh em ạ? Anh thì 4 chị em. Dạ 4 chị em. Anh Út. Anh Út à? Em cũng Út. Nhà em thì 5 anh em. À, quê của mình là ở Cà Mau luôn hả? Đúng rồi, quê anh ở Cà Mau. À, em thì quê em ở gốc thì ở Bình Định. Anh có sợ giỏ Bình Định không? Cũng hơi sợ đó, nhưng mà... Vậy có giỏ hả? Nói hù cho vui thôi chứ em sinh ở Đồng Nai. Không biết giỏ đâu. Cảm ơn vì quê ở Đồng Nai. Dạ. Chứ anh sợ, hơi bị sợ về phong bộ của Bình Định ấy. Dạ vâng. Hồi nãy có một cái ý em nói là em mong có một người bạn gái có cái nụ cười xinh để hỗ trợ cho công việc của em. Dạ, tại vì cái định hướng của em á, lúc trước cũng đã từng có công ty nhỏ nhỏ rồi. À, nhưng mà sau cuộc khủng hoảng thì em tới bây giờ, hiện tại bây giờ thì đang ngưng động. Chắc có lẽ là trong 1 năm tới hoặc 2 năm tới thì em sẽ xây dựng lại. Rồi liên quan gì tới nụ cười xinh của bạn gái? Thì cũng có thể là phụ giúp công việc cho em ấy, gặp đối tác hoặc là khách hàng này kia nọ. À, là đi cùng là... em. Vâng, đúng rồi. Đồng hành cùng em đi suốt quãng đường còn lại thôi. Dễ thương. Em, anh hỏi vấn đề này nhé. À, về vấn đề về con ấy, hiện tại đang nuôi một bé. Bé trai 4 tuổi, cũng khá gần lắm. Thì em cảm nhận như thế nào nếu mà mình có con riêng như thế? Đối với em thì nó rất là không có cái vấn đề gì to tát cả. Quan trọng là cái người đàn ông như thế nào thôi. Em rất là thương trẻ con. À, nhà em thì hiện tại mới có 3 cháu thôi. Nhưng mà 3 cháu đều là lúc nhỏ là đều là em chăm cả. Nên là em rất là thương con nít. Dạ vâng. Nên là anh đừng lo nghĩ về vấn đề đó. Nên là có cái gì được anh cứ chia sẻ. Anh đừng nói à, cái vấn đề đó không biết là cô ấy có chấp nhận hay không hay là gì. Anh phải chia sẻ thì mới hiểu nhau được. Em rất là hiện đại luôn đó em gái. Dạ. Hay đó. Thì cũng nhiều lúc mình cũng lo ngại vấn đề đó. Dạ, tại vì ạ. Thời buổi bây giờ nó cái gì nó cũng phát triển hết. Ví dụ mà con cái thì nó hơi nghịch tí. Dạ. Thật là nhiều lúc mà em không chịu được cái tính con nít á. Con nít thông minh thì mới hiếu động. Mà mình thương nó thì nó sẽ thương mình thôi. Vâng, đúng rồi. Anh cũng có quan điểm như thế. Dạ vâng. À. Nếu như bây giờ em kết hôn một lần nữa thì dự định về con cái của em như thế nào? Chắc chắn là em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì em có dự định đem con lên ở cùng với em hay không? Cái điều đó là tất nhiên em sẽ mang con em lên. Ừ. Tại vì ngay lúc đầu em đã lựa chọn chọn con. Nên em cũng dự định là nếu mà sau này nó ổn ổn tí, mình sẽ đem con lên. Nếu như mà cái anh phát triển bên nội ngoại thất thì công việc của em hiện tại là làm bên chăm sóc khách hàng đúng không? Dạ đúng ạ. Nếu như mà phụ giúp công việc cho anh ấy, em có thể là chuyên về bên mạng đó, ok chứ? À, nói chung là em cũng thích về kinh doanh. Ừ. À, cũng có dự định là sẽ kinh doanh. Và khi mà lập gia đình thì em cũng muốn kinh doanh một cái gì nhỏ nhỏ để vừa chăm sóc gia đình mà vừa làm công việc của mình. À, không muốn giao con cho mình cho ai cả. Điều đó anh rất thích. Trời ơi, hai bạn này. Đúng với một người sao? Chăm sóc khách hàng, nói chuyện rất là vừa lòng. Tôi thấy tôi chịu đàn gái vừa hoàn lòng toàn. Nhưng mà rất là chân thành rất nha, vừa lòng ông Mai, chứ không phải là là để vừa lòng khách hàng không đâu. Bây giờ em trai, em bước tới nắm tay cô gái, hát một giai điệu nào đó, mình giao lưu cảm xúc, giao lưu âm nhạc chút xíu rồi mình nói gì đó để mình cảm nhận về người đối diện. Vâng. Cho mình đôi bàn tay em nhé. À dạ. Đó, hai tay nắm hai sao tay. Sao tay anh lạnh quá vậy? Nắm hai chắc tay luôn. Là gần em nó sẽ lạnh. Dạ. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ mong, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, dù hoang tàng lãn quên nơi cuối đơn có em ghen chờ đợi anh. Mời nhà gái. Dạ. Nói một cái điều gì đó tận sâu trái tim của mình về người đối diện. Anh mong là anh suy nghĩ cho kỹ nha. Anh đã xác định mới lên tới đây. Anh mong thì là... đúng là ai xác định cũng mới lên tới đây. Nhưng mà xác định cho kỹ chứ em khó lắm á.
điều khó thì mình phải tìm hiểu mới biết cái khó điểm nào để mình chia sẻ và rỡ ra. Ok, khó mà không buông thì em chịu ạ. Rồi, ok. Em gái thông minh đấy. Chúng ta đang đối diện với khán giả hàng triệu người và bạn bè người thân. Suy nghĩ cho kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, hãy nắm tay nhau. Chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau rồi đó. Chúc chúng ta sẽ có một mối tình trọn vẹn, hoàn hảo và hạnh phúc. Vâng, em xin cảm ơn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Vâng, xin cảm ơn chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai.